nhận được 4 năm rồi. Mình vào nhóm tiết kiệm từ năm 2009. Mình vay tiền vào năm 2012. Mình vay được 6 triệu rồi mình mua hàng, bỏ hàng để bán. Từ ngày mình mở quán thì mình cũng làm ăn cũng được. Mình các cái tiền mình có thì mình có thêm tiền để mua sữa cho con, mua được tivi, tủ lạnh, mua xe. 8 is one of thousands of women who have benefited from the Village Savings and Loan Project that Plan has implemented in the central coastal of Vietnam. Plan Việt Nam thực hiện chương trình thí điểm của chương trình tiết kiệm vào vốn vay thôn bản vào năm 2009 tại Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Sau thời gian thực hiện thí điểm thành công, được sự hỗ trợ của Plan Mỹ, vào năm 2011, chúng tôi mở rộng địa bàn thực hiện trên 30 xã của 5 huyện thuộc Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. The project offers support by raising awareness of VSL's economic benefits among poor, rural, and ethnic minority households, collaborating with the Vietnam Women's Union. VSL groups create a transparent savings scheme for poor rural households, as well as increase access to financial services. Về cái mặt xã hội thì phải nói rằng là cái cách tiếp cận của cái chương trình này nó hoàn toàn khác so với những cái chương trình khác. Những cái chương trình khác thì chị em cần gì thì những cái chương trình khác hỗ trợ cho chị em phát triển. Nhưng riêng cái chương trình này là cái chương trình tiếp cận dựa vào nội lực của chị em, phát huy chính cái nội lực của chị em để chị em tiết kiệm chính từ những cái đồng tiền mà chị em làm ra để tái đầu tư phát triển sản xuất và hỗ trợ chị em khác ở trong cộng đồng cùng phát triển sản xuất. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái chương trình. Thanks to Plan, the district, commune and village level women's union have the skills, systems and knowledge to manage and expand the VSL program. Best VSL practice from Vietnam and overseas is also shared with the groups. Trường nhóm được 4 năm rồi. Mình làm trường nhóm thì nói chung khi chị em tập trung lại với nhau họp thì mình chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, học hỏi kinh nghiệm, bày vẽ nhau, cùng nhau làm ăn, cùng nhau nuôi dạy con cái, học hành. As of September 2014, 590 groups with 9,723 members, including 8,583 women and 1,140 men in 235 villages across Quảng Bình and Quảng Trị provinces are active. These groups currently boast total savings of $1,050,746. In addition, a social fund of $10,741 has provided help to families that have experienced emergency situations. These funds are used by the community for agriculture production, small business, food for the family, looking after children, health and education. But that's not all, as education on the benefits of the program continue. Through teacher-to-teacher workshops, capacity-building techniques on VSL and other programs have been held, gender equality has also been mainstreamed. VSL groups have also provided the framework to promote water sanitation and hygiene work and raised awareness on gender issues and domestic violence. Em tham gia lồng ghép cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Vui chơi với bé, vui vẻ hơn để chăm sóc cho bé sạch sẽ hơn. Với cái hiệu quả về kinh tế và với cái ý nghĩa về mặt xã hội như vậy, cho nên chúng tôi cũng mong muốn rằng trong cái thời gian tới, chương trình tiếp tục hỗ trợ cho các cấp hội phụ nữ để tổ chức thực hiện và nhân rộng cái mô hình này. Thanks to Plan's implementation of the VSL program, local people have managed to access sources of credit to improve their living standards. Increased capacity building at the local level through existing structures such as the Women's Union have allowed the VSL groups to thrive and address other issues in their communities.